Chào mọi người, lại là Minh Kim đây. Người mà được đồng nghiệp mệnh danh là MC có số hưởng nhất Đà Nẵng TV. Bởi vì chương trình nào mà liên quan có ẩm thực là Kim đều tham gia. Và hôm nay Kim lại tiếp tục phá đảo một ngôi chợ sầm uất trên địa bàn quận Hải Châu. Đó chính là chợ Đống Đa. Chợ Đống Đa tọa lạc tại số 42 Lương Ngọc Quyến, thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Chợ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu tham quan, mua sắm, trải nghiệm ẩm thực của người dân và du khách. Đặc biệt, chợ Đống Đa từ lâu đã nổi tiếng là nơi bày bán các loại hải sản tươi sống đa dạng, chất lượng. Chợ Đống Đa được mệnh danh như là một thiên đường hải sản với rất là nhiều loại cá và ốc nghêu các loại, thì Kim đặc biệt thích chợ Đống Đa và hôm nay đã mua cho mình một ít nghêu rất là tươi như thế này. Nằm gần với cảng cá Thuận Phước nên hầu hết các loại hải sản tại chợ Đống Đa đều là hàng đánh bắt trực tiếp từ biển Đà Nẵng, luôn đảm bảo độ tươi ngon. Đối với du khách khi ghé chợ mua hải sản còn có cơ hội được tìm hiểu về nghề biển, về công việc của ngư dân, về các loài sản vật biển của địa phương. Ôi đây câu. Cá nục bao nhiêu vậy cô? 8 ngàn á. Dạ 8 ngàn hả? Cá nục đi. Cái này là cá tinh không á, sau này ăn ngon á, chị phao đây. Chị là chuyên bán cá nục, cá giò, cá máu, cá đồ là có của Đà Nẵng hết. Nhớ cỏ thì là núa không có núa thấp, núa là bón thôi, chứ không có núa thấp lắm. Ví dụ như núa 7 ngàn là bón 7 ngàn, không thì bón 6 lam chứ không có bón lây. Có một lưu ý nhỏ khi đi mua hải sản ở chợ truyền thống, đó là bạn nên đến sớm một chút để chọn được những sản phẩm tươi sống và chất lượng nhất. Bên cạnh hải sản thì chợ còn là thiên đường của các loại mắm, mắm nêm, mắm cá giò, mắm cà, mắm dưa. Một thức chấm đã gắn bó với bữa cơm của người dân xứ Quảng từ bao đời. Đây còn là đặc sản nổi tiếng dùng làm quà của du khách khi đến với thành phố biển. Vùng đất Quảng Nam Đà Nẵng luôn nổi tiếng với rất đa dạng các loại mắm, và để thưởng thức đúng hương vị đặc trưng của các loại mắm thì phải đến các chợ truyền thống. Mỗi lần đi chợ thì sau khi đã mua hết tất cả những đồ ăn cho gia đình rồi thì Kim sẽ không thể nào quên ghé cái hàng ẩm thực. Bây giờ thì Kim sẽ thử món bún mắm. Cô ơi, cho con một tô full topping nha. Bún mắm nêm là một món ăn bình dân nhưng có hương vị đậm đà đặc trưng nhất trong làng ẩm thực Đà Nẵng. Mỗi tô bún chỉ từ 20 đến 30k nhưng có đủ vị chua cay mặn nồng như chính tình cảm của người dân xứ Quảng. Cảm ơn cô. Ăn một lần là nhớ mãi, chính là đặc trưng khi thưởng thức bún mắm nêm. Bún mắm là một món ăn rất quen thuộc của người dân Đà Nẵng với hương vị vô cùng đậm đà. Bún kết hợp cùng rau sống rất tươi, vị thơm bùi của thịt heo, các loại nem chả và cũng như là mít non đã tạo nên một sự hòa quyện không thể cưỡng được. Khu ẩm thực chợ Đống Đa tuy không như hàng quán nhưng có đủ các món ăn đặc sản địa phương và thêm một số món nổi tiếng khác của miền Trung. Bún chả riêu sẽ là lựa chọn tiếp theo của Minh Kim hôm nay. Bún chả cá cũng là một món phải thử khi đến với thành phố Đà Nẵng, và chả cá ở đây thì được mix nhiều loại cá như là cá thu, cá sọc nhông, cá đỏ, rất là hấp dẫn. Mình bán bún riêu ở chợ này từ 17 năm rồi đó. Những thực phẩm trong chợ mình hết mà uy tín hết đó, khách họ ăn hồi xưa là giờ luôn đó, mấy chục năm không á. Vậy là mình bán được khi nào cũng là hòa đồng thân thiện với khách. Chợ Đống Đa với diện mạo khang trang hiện đại nhưng luôn mang trong mình nhịp điệu bình dị, thân thuộc của một ngôi chợ truyền thống, nên từ lâu đã là điểm đến yêu thích không chỉ của người dân Đà Nẵng mà còn của du khách. Từ hải sản tươi sống đến nông sản địa phương, từ thời trang đến ẩm thực, mỗi góc chợ đều có dấu ấn đặc trưng của thành phố biển với sự thân thiện, mến khách của bà con tiểu thương. Wow, quá đã luôn! Mọi người nhớ là nếu là đang ăn kiêng thì không nên đến chợ nha, bởi vì sẽ không tưởng lại được các món ngon tại đây đâu. Còn bây giờ thì chắc là Kim phải dừng phút tour chợ Đống Đa tại đây thôi vì chiếc bụng đã quá là no rồi.
hãy để chợ Đống Đa trở thành một kỷ niệm đẹp trong hành trình khám phá Đà Nẵng của bạn.